Xếp hết. Thôi nhớ đấy ra bận tới chỗ đấy cho nó ra. Thì giờ xếp đi, khi nào bận nó lấy ra rồi xếp cho nó gọn. Con bận quần che. Xếp ra đàng hoàng nghiêm túc coi. Xếp lại. Không có nghiêm túc gì hết, đàng hoàng, xếp cho nó đàng hoàng. Xếp thấy ghê không? Rồi tiền đâu đi ơi? Tiền đâu? Tiền trên... bà nội giữ rồi. Ủa cô Nhi vẫn không đi sao không đưa cho bà nội? Mà bà nội nó là vô cho bà nội. Rồi lát nữa bà nội nhà rồi vô chổng rồi tiền đâu bơi. Đừng có gỡ. Chị con chơi bà nội. Bà nội ơi đưa kiếm cho con. À vậy hả?